Đây là những vết bầm tím trên người một học sinh lớp 1 học tại trường tiểu học Kiêu Kiệt, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo gia đình của cháu bé, những vết bầm tím này xuất hiện vào chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua, sau khi cháu bé bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh tại lớp học. Theo gia đình, do cháu học chưa tốt nên cô giáo đã dùng thước đánh vào lưng và mông cháu bé. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của em. Trước đó, cậu bé cũng từng bị cô giáo chủ nhiệm đánh dẫn đến bầm tím ngón tay. Quá bức xúc với việc làm của cô giáo chủ nhiệm, gia đình nạn nhân đã phản ánh sự việc với ban giám hiệu nhà trường và báo chí. Liên quan đến sự việc, lãnh đạo trường tiểu học Kiêu Kỵ đã xác nhận sự việc và cho biết cô giáo chủ nhiệm đã nhận khuyết điểm vì đánh cháu bé và đã đến xin lỗi gia đình vào tối ngày 3 tháng 5. Còn theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm, hiện cơ quan này đã chỉ đạo trường tiểu học Kiêu Kỵ xác minh, làm rõ sự việc và báo cáo về phòng theo quy định.